Chương một. Đặt công ngã xuống. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Editor. La đi đun chống di chuyển tàu ngầm lên phía trước, bạch chỉ hết sức chăm chú đang khăn, bên cạnh một nữ tử xinh đẹp liếc mắt khinh thường nạn, U Lan, mỗi lần làm nhiệm vụ ngươi lại đang, là tính đang ra được năm nhân sao. Tiếp qua một tháng là đến sinh nhật bạch hơn, bạch chỉ sớm đã chuẩn bị tốt len sợi thượng đẳng, muốn vì nạn đang một cái khăn len thật đẹp, đương nhiên, Bạch Hân nói những lời này làm cho nàng quyết định trên khăn đang một tiểu trư A, lục U Lan Bạch chỉ, cùng Bạch Hân cùng là cô nhi từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện. Am hiểu ít kỹ thuật, các loại độc thuật, đọc nhiều sách vở, chỉ số thông minh siêu quần với IQ 140 có thể nói là thiên tài quân sư của Kim Hạc Tử. Bề ngoài lãnh diễm nhưng trong tâm thì hiền lành, đương nhiên đây là Bạch Hân nói, bởi lục U Lan không ham cầu khác, liền yêu thích đang len, bao tay. Trong ngực cũng chỉ có những thứ này, kim hạt tử. Bạch Hân không thể nghi ngờ là một đặc công trong tổ ba người này, thứ nhất là do bộ dạng xinh đẹp, am hiểu nhất dịch dung và biến thanh, hơn nữa các kiểu kỹ năng mọi thứ đều tinh thông, các loại ám khí dễ như trở bàn tay, nếu nói từng đặc công đều có tính hợp tác thuộc loại vàng thì nàng với Lục U Lan khẳng định là thuộc loại kim cương, các nàng được xưng là tổ hợp mạnh nhất trong lịch sử, nhiệm vụ gì ở trong tay các nàng thì đều dễ dàng như trở bàn tay cuối cùng cũng hoàn thành được chiếc khăn. Xinh đẹp, Bạch Chỉ vương tay nắm lấy một chiếc túi chút xuống đổ ra từ túi tiền của kim hạt tử đủ loại chocolate. Người đó, làm nhiệm vụ đều mang nhiều như vậy chocolate là tính ăn cho ra một cái đứa nhỏ sao? Thuận tiện đề một câu, kim hạt tử cái gì cũng không thích duy nhất chính là chocolate. Nàng từng tìm một trăm vạn để mua một hộp chocolate đắt nhất thế giới, còn trước mặt U Lan ngay thơ khoe toàn thế giới chỉ có duy nhất một hộp Nga biết hạt tử người này, chỉ cần có chocolate thì chuyện tình sẽ làm cho nàng ý nghĩ nóng lên, cư nhiên tin tưởng gian thương nói lời ma quỷ. Lúc sau Bạch chỉ liền mang theo một hộp giống y như đúc không quên nói trước một câu ta là từ bán cầu bên kia mang đến, không nghĩ tới cô gái nhỏ bốc đồng này cư nhiên không nói hai lời liền chiếm luôn cái cửa hàng của gian thương kia, đương nhiên nhân tiện cướp đoạt đi rồi sở hữu chocolate làm cho bạch chỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ a à, xinh đẹp nữ tử vương một cái thon dài chân khoác lên trên bàn điều khiển biểu môi bạch quỷ lão nhân kia đưa không thu sao lại không được thu hủy đi một viên chocolate liền ăn mỹ vị mười phần liền vui vẻ huyết sáo hương vị không sai tính ra hắn còn có lương tâm bạch quỷ tổ trưởng tổ đặc công ba người này lão nam nhân mới qua tuổi bốn mươi mà thôi bạch chỉ nghĩ nghĩ tỏ vẻ đồng ý nhiệm vụ lần này qua đi chúng ta tìm một chỗ nghỉ phép đi bạch chỉ buông mấy thứ trong tay ngồi vào chỗ phía trên bạch hân bởi vì các nàng biểu hiện xuất sắc nên cấp trên đặc biệt chuẩn cho các nàng nửa năm nghỉ dài hạn nhiệm vụ hàng ngày trải qua đao phong huyết vũ thời gian đối với các nàng mà nói là một thứ vô cùng xa xỉ đương nhiên ngươi cũng nên tìm một người yêu bạch hân kiều chân bắt chéo trêu chọc nói lại nói các nàng đều là tân thế kỷ đặc công tỷ mùi ai cũng xinh đẹp như hoa lên trời xuống đất không gì làm không được, ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua thì thật là thiếu sót, bạch chỉ mỉm cười, ngươi tính tình vẫn cứ thế này tương lai hài tử của ngươi vẫn là cho ta mang đi đi. Chụp hai chân linh hoạt của nàng, nhìn chầm chầm hướng dẫn màn hình nói, thoải mái mở rộng tâm tư mà vui đùa kỳ thật hai người đều biết các nàng đều có thân phận nguy hiểm, kết hôn sinh con chính là một cái xa cả trong mơ cũng không thể nghĩ tới, cười quá cũng liền thôi cháy nhà. Đi. Bạch Hân đánh một cái vang chỉ vào màn hình kiểm tra vũ khí hiện có được trang bị tốt. Bạch chỉ khinh thường nhìn nàng mang theo một túi chocolate, nhiệm vụ giống nhau như trước. Bạch chỉ ở lại tàu ngầm điều khiển, mở ra máy tính hướng dẫn, chuyển đến sở hữu vô tuyến mạng lưới thông tin lạc, đối với Bạch Hân làm cái ok thủ thế. Chờ Bạch Hân lên bờ, tàu ngầm chậm rãi lẻn vào trong nước, bảo đảm không bị nhân phát hiện cái địa phương quái quỷ gì vậy. Vô tuyến bên kia truyền đến âm thanh Bạch Hân oán giận, Bạch chỉ mở ra hướng dẫn bản đồ, lên tiếng nói, hạt tử, ngươi leo lên vách núi đen phía trước, cái hải đăng kia chính là trung tâm. Chúc lòng thanh. Bạch hân thanh âm tự tin truyền đến, qua hồi lâu, bạch hân tung dụng cụ hành động, nạn cư nhiên ở trên vách núi đen bất động. Bạch chỉ nghi hoặc, hạt tử, sao ngươi lại chậm vậy? Vô tuyến đầu kia trả lời. Có con sứ nhỏ, bạch chỉ bất đắc dĩ cười, ngón tay mảnh khảnh nhẹ chút màn hình. Phóng đại lên hình ảnh hải đăng kia, phía trên hải đăng có cái cửa sổ, tư liệu biểu hiện nơi đó là nơi duy nhất sẽ không bị người phát hiện cửa vào. Cả một đàn sứ trong suốt đang chậm rãi tiến gần tàu ngầm liền nhanh như vậy bám trên cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua kim hạt tự kính mắt mà nàng đang đeo trên đầu, Bạch chỉ có thể rõ ràng thấy Bạch hơn trước mắt cảnh tượng, kim hạt tử nhẹ nhàng đặt lên hải đăng, nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ, trước mắt một mảnh tối đen, bốn phía tức thì sáng ngời lên. Phỏng chừng là Bạch Hân mở ra kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm. Tìm tòi Bạch Quỷ cấp tin tức, bên trái chính là thang lầu. Dần dần xuất hiện ở trước mắt, chỉ có một tường đá, không có đường ra. Kỳ quái. Là đường cục U Lan có lầm hay không? Vô Tuyến kia đầu truyền đến thanh âm nghi hoặc của Bạch Hân, kỳ quái, nơi này hẳn là chính là phòng tối cửa vào, ngươi tìm xem xem có hay không cơ quan. Ngón tay rất nhanh đánh màn hình bàn phím chẳng lẽ số liệu làm lỗi, đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai theo vô tuyến đầu kia truyền đến, nguy rồi, rút. Bạch chỉ mệnh lệnh nói, bạch quỷ cấp tin tức, làm sao có thể làm lỗi. Không hiểu bất an nảy lên trong lòng, lơ đảng thoáng nhìn, bạch chỉ kinh ngạc phát hiện, tàu ngầm hai bên thủy tinh cửa sổ bên trên nhưng lại bám vào rất nhiều màu trắng sứa, tại sao có thể như vậy? Bạch quỷ cũng không có nói cho các nàng, nơi này có sứa thường lui tới. Một khi có sứa bị cuốn vào chỗ tiếp khí hoặc là cánh quạt, sự tình đã có thể không ổn, mở ra đèn chiếu sáng của tàu ngầm, bạch chỉ bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ, màn hình phía trên biểu hiện, cả chiến thuyền tàu ngầm đã muốn hoàn toàn bị một đoàn sứ hấp thụ, vô số ý tưởng hiện lên trong đầu nàng, này phiến thủy vực cho dù có sứa thường lui tới, cũng không thể xuất hiện loại tình huống này, trừ phi, tàu ngầm mặt ngoài bị người động tay động chân. Này chiến thuyền tàu ngầm là bạch quỷ an. Bài chẳng lẽ nói. Trong đầu đột nhiên hiện lên kia túi chocolate, hạt tử có nguy hiểm, hạt tử, hạt tử, có hay không nghe thấy. Bạch chỉ khẩn trương kêu gọi, nhưng là vô tuyến kia đầu lại truyền đến một mảnh hợp âm, nguy rồi, hạt tử khẳng định đã xảy ra chuyện, màn hình phía trên đột nhiên xuất hiện bất thường, màn bảo vệ hệ thống không biết khi nào bị mở ra, tàu ngầm đã muốn phát ra cảnh báo màu đỏ tị nạn, hạt tử, hạt tử. Thuận tay nhất nhấn cái nút, quả thực, cánh quạt đã bị làm cho bất động hôi tấu biển bạch hân truyền đến thanh âm đức quảng đột nhiên tàu ngầm phía trong phát ra cảnh báo khẩn cấp thanh âm bén nhọn chói tai biểu đồ số liệu cùng hình ảnh nháo thành một đoàn bạch chỉ trước mắt màn hình xuất hiện đứt quảng hình ảnh bạch hân chính hướng này bỏ chạy một gã nam tử đuổi sát ở phía sau cuối cùng hình ảnh dừng tại lúc nam tử kia rút ra dao găm từ sau đâm tới rồi sau đó bên tai chấn động âm thanh thật lớn bạo vang mặt biển nổi lên đống đen thật lớn hình nắm vân, bắn tung tóe bọt. Nước, mặt biển một mảnh ánh lửa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.